mình biết chưa? Biết được khi nào để dùng EDP chưa? Và sau đây thì cô sẽ hướng dẫn chúng mình cách tổ chức một hoạt động EDP. Nhưng đầu tiên chúng mình phải hiểu khi nào mình dùng đã. Biết được chưa? Các bạn ok chưa? Biết chỗ này chưa? Biết khi nào thì dùng EDP chưa? Bắt đầu tên đề tài của một tiết học EDP sẽ là chữ gì? Thiết kế, chế tạo, thiết kế, thử thách, làm, thiết kế, chế tạo. Ok. Và sản phẩm của trẻ con có giống nhau không? Không cần phải giống nhau, đúng không ạ? Mỗi bạn một tự, mỗi nhóm một ý tưởng. Xong mỗi trẻ trong một nhóm có thể tạo ra ý tưởng khác nhau. Đó. Mình nắm được điều này rồi đúng không ạ? Rồi mô hình EDP mình sẽ tổ chức như thế nào? Thứ nhất này, EDP này là các bạn sẽ, nó là viết tắt của từ tiếng Anh nhá, cũng là viết tắt của từ tiếng Anh. Engineering là kỹ thuật đó, D là design và B là process, quy trình thiết kế kỹ thuật. Đó, quy trình thiết kế kỹ thuật, quy trình thiết kế để tạo ra một cái sản phẩm. Đó, nó sẽ có 5 bước. Khi các bạn tổ chức các bạn sẽ bắt đầu 5 bước. Bước 1 là hỏi, bước 2 tưởng tượng, bước 3 là lập kế hoạch. Bước 4 này các bạn có thể đổi với từ làm, bắt đầu là đi làm ấy, đi thực hiện ấy, hay là đi thiết kế, đi thực hiện ấy, làm, thực hiện, chế tạo hoặc thiết kế. Tức là trẻ con nó bắt tay vào nó hành động. Đó. Bước đây là bước 4 và bước 5 là bước cải tiến. À không cần, đúng không ạ? Chỗ này các bạn hiểu chưa ạ? Ok chưa ạ?